Ủa, mình đã vừa làm xong nhé. Đấy thì nếu mà ví dụ như cái cấp nước ép giữa này thì như xin chào tất cả các bạn nha, xin chào tất cả quý cô dì chú bác và tất cả các anh các chị nha. Hôm nay em lại muốn chia sẻ với các bạn quý cô dì chú bác và các anh các chị một cách làm ra một cốc nước ép thơm nhé, hoặc là cốc nếp nước ép dứa nhé. Đây thơm thì em đã chuẩn bị sẵn ở đây rồi. Bây giờ thì trước tiên thì em cũng chia sẻ với các bạn một cách lắp cho một cái máy nước ép nhé. Thì hôm nay em sử dụng cái máy nước ép của hãng Promix nhé. Đây là một cái máy hãng nước máy rất là nổi tiếng nhé. Thì đầu tiên trong cái máy nước ép của chúng ta nó sẽ có 5 phần nhé. Thứ nhất là phần máy này, thứ hai là cối này. Đấy thì giờ đầu tiên mình sẽ lắp cái cối vào trước này. Xong bắt đầu thứ ba nữa là cái giá lọc này. Giá lọc của các bạn sẽ lắp theo xoáy đều một vòng nha. Đấy. Xoáy đều một vòng khi nó có cái chốt ở trong này các bạn này, nó phải khực một cái là nó đã xuống chốt là nó sẽ cân bằng này nhé. Các bạn lay nhẹ là đã cân rồi. Và sau đó các bạn sẽ cho cái phần ruột gà này vào nha. Đấy. Các bạn ấn xuống nó kêu cái khịch cái là được nhé. Đấy, xong cuối cùng là các bạn sẽ cho cái nắp chụp lên trên nhé. Thì nắp chụp ở đây là nó cũng có một cái phần mũi tên các bạn ạ. Mũi tên ở đây. Mình sẽ đặt đúng vào vị trí của nó và mình xoay thẳng vào như thế này nhé. Đấy thì nếu ví dụ như các bạn mà đã làm lâu rồi thì mỗi cách lắp rất là đơn giản, còn ví dụ như các bạn mới đang bắt đầu chuẩn bị mở quán hoặc là mới đi làm thì để cho lắp được một cái máy Promix nước ép Promix này thì cũng cần phải là loay hoay, cũng rất là khó lắp nhé. Nếu như không lắp không cẩn thận là nó sẽ bị vênh đi thì là mình bật công tắc là nó sẽ không chạy nha các bạn. Đấy thì thôi bây giờ mình cũng chia sẻ với quý cô dì chú bác và các anh các chị một chút như thế. Thì bây giờ mình sẽ mời các bạn và quý cô dì chú bác chúng ta sẽ bắt tay vào để làm ra cho một cốc nước ép dứa nhé, hoặc là một cốc nước ép thơm nhé. Ở ngoài miền Bắc ấy thì gọi là nước ép dứa, còn trong miền Nam thì là gọi nước ép thơm nhé. Thì hôm nay mình mua cái quả dứa này các bạn này là 1 cân nhé. Đấy, mình chọn quả dứa này là mình cân là được 1 cân cho một quả nhé. Và mình sẽ gọt nhé. Đây các bạn nhé, các bạn gọt dứa này thì các bạn gọt nó xanh xanh được một tí nhá, chúng ta cũng không cần phải gọt sát vào quả nhé. Nếu như ví dụ như quán của mình mà làm bán chạy nước dứa thì chúng ta sẽ mua cái lượng nhiều thì nó rất là rẻ thôi. Dứa thì như hôm nay mình mua cái quả này là nó vào 15.000 cho một quả này nhé, thì cũng rất là to đúng không? Có những thời kỳ là đắt thì nó lên tới 20.000 cho một quả các bạn ạ. Thì khi chúng ta làm ra cho một cốc nước ép dứa này thì các bạn này, thì chúng ta cũng không cần phải bổ sạch lấy sạch mát đâu nhé. Chúng ta sẽ cố gắng cắt sạch những cái mắt to là thôi. Dứa thì là có một cái mùi vị rất là thơm nhé. Riêng cái món dứa này thì là chế biến được ra rất là nhiều thứ các bạn ạ. Có thể các bạn là làm cùng với lại mix với lại nước ép cam, nước ép cà rốt hoặc là sinh tố dứa, là nấu cá cũng được nhé. Nói chung là quả dứa này có rất là nhiều tác dụng các bạn ạ, rất là tốt cho sức khỏe nữa. Bạn ơi, dứa thì mình cũng đã bỏ gọt xong rồi nhé. Bây giờ mình sẽ bổ ra nhé. Mình như thể cái máy này thì các bạn này, các bạn có thể là bổ làm 4 hoặc các bạn có thể là bổ làm 6 ra cũng đều được nhé. Thì khi chúng ta ép dứa thì chúng ta cũng không cần thiết là phải gọt cái lõi ở trong nó ra ra đâu nhé. Các bạn cũng cứ để luôn như vậy để các bạn cho vào máy ép đều được hết nhé. Tại vì cái máy Probix này thì nó ép rất là khỏe nhé. Đấy thì bây giờ mình sẽ cân lên cho một cái cốc 500 ml của mình là mình lấy 200 gram dứa nhé. Khi mình đã bỏ ra xong rồi, giờ mình sẽ cho vào máy nha. Trước tiên chúng ta cho vào máy
thì chúng ta sẽ bật máy trước nhé. Các bạn ạ, vậy là mình đã ép ra xong cho một cốc nước ép dứa nhé. Bây giờ mình sẽ nghiêng cái máy đi một chút nữa để cho nước ép dứa ở trong nó sẽ chảy hết ra nhé. Đấy. Các bạn sẽ nghiêng cẩn thận, nó sẽ đổ nhé. Đây các bạn ạ, cái bã nó ép rất là khô nhé. Đấy. Và cái nước cốt dứa của mình đã được gần 200ml nước cốt dứa nhé. Thế thì ở đây thì mình sử dụng thêm là 20ml nước đường nhé. Đường thì một là các bạn sẽ dùng bằng đường cát trắng, hai là các bạn dùng đường cát trắng xong các bạn sẽ xay ra như mình như thế này nhé. Đây các bạn ạ, mình sẽ cho vào đây nhé. Đấy. Mình sẽ quấy đều lên nhé. Đấy, một cách làm ra một cốc nước ép dứa rất là đơn giản đúng không các bạn? Thì bây giờ mình sẽ quấy đều lên và mình sẽ cho vào cốc nhé. Các bạn ạ, trước tiên cho vào cốc thì mình đã chuẩn bị đá nhé. Đá thì các bạn sẽ lấy đầy bằng miệng cốc này nhé. Các bạn sẽ sử dụng bằng đá bi nhé. Thì cho cái nước cốt dứa của chúng ta sẽ đủ với một cái cốc 500ml này nhé. Đấy, thì giờ mình sẽ đổ vào nhé. Rất là thơm các bạn ạ. Vậy là mình sẽ đẩy cái nắp vào thôi. Đây các bạn ạ, một cốc nước ép dứa của mình đã vừa làm xong nhé. Đấy, thì nếu mà ví dụ như cái cốc nước ép dứa này thì như tùy vào từng khu vực bán nhé. Như mình thì một cốc nước ép dứa ở quán thì của mình là bán từ 20.000 nhé, hoặc là 30.000 nhé. Đấy, tùy vào từng cái chỗ mà quán mình sang hay là sát áp quán lịch sự nhé. Còn ví dụ như ở ngoài đường phố thì chỉ có 20 đến 15 nghìn thôi nhé. Đấy. Một lần nữa thì mình xin chúc tất cả các bạn được thành công nhé. Nếu các bạn thấy cái cách chia sẻ của mình có hữu ích đến các bạn thì hãy cho mình xin một lượt like và một lượt share, một lượt đăng ký nhé. Chúc tất cả các bạn thành công nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.